thì em có áp dụng những cái bí quyết để có thể giúp cho mình bán hàng trong cái trạng thái rất là vui vẻ, rất là sung sướng và lại có rất là nhiều những cái người khách hàng người ta cải thiện sức khỏe, người ta liên hệ với mình thì thứ nhất trước khi mà cái cái tầm cái tầm độ ngày ngoài ngày 20 trở đi thì em nhớ em nhớ đến cái bí quyết của cô Tamina trong cái bộ khởi nghiệp từ lâu lâu hôm ấy đọc lại thì lại thấy cô bảo mỗi ngày tôi chia sẻ ba cho ba người về cơ hội hoặc là về sản phẩm offline thì gần như là em đã làm đều đặn cái đó và ngày trước thì mình cứ nghĩ rằng ô những cái câu chuyện bản thân của mình là mình dùng lâu rồi mình chia sẻ thì mình chia sẻ mãi rồi nó nhàm đi nhưng bây giờ thì em không 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 có nghĩ như thế nữa thì em lại cứ gặp ai đến nhà hay là đi chợ hay là đi vứt rác các thứ gặp ai là gần như cũng kể câu chuyện bản thân hoặc là nhờ xin mối quan hệ có thể kể là ôi bác ơi bác có biết ai là bị và tiền đình này xương khớp huyết áp không bác giới thiệu cho cháu với ui có cái sản phẩm này hay quá bố cháu dùng thuốc bố cháu bị huyết áp cao mà bố cháu dùng nó ổn định cháu cũng mừng lắm đấy thế thì cứ mấy ngày liền như thế xong có hôm thì lại đổi đi lại mà. Ui bác ơi, bác mà, mà, có biết ai bị vấn đề về mắt đấy Rồi thì mắt mà kèm kém ấy Thì bác lại giới thiệu giúp cháu nhé Cháu có cái sản phẩm này hay quá Cháu dùng ngay ngày trước cháu cận hơn 4 phải Gần 4 phải Mà bây giờ cháu cần bỏ được kính ra Mà cháu nhìn cháu không bị nhức mắt nữa Tức là mình cứ kể những cái câu chuyện của bản thân mình Trong cái trạng thái nó rất là hân hoan, vui sướng Gọi là mình gieo hạt đấy Đó, mình hân hoan, vui sướng Sau đấy thì mình nghĩ À, nghĩ đến cái việc cứ đều đặn như thế nhá và em cũng không có quan tâm là à, không có quan tâm là chia sẻ họ mua hay là không mua như nào cả nhưng mà vui vui là trong cái tuần trước ngày trước thì cứ hay hay bảo chồng là thôi chồng đi vứt rác đi bây giờ là toàn tranh đi vứt rác của chồng thì có cơ hội gặp mọi người <laughs> hàng xóm bởi vì à, như em ở ngoài đây thì cũng nhà nào đóng cửa nhà đấy cũng đang dịch bệnh nữa nên là mọi người cũng không có qua lại chơi với nhau nhiều ấy như ngày trước nên là cứ phải đến cái giờ đi vứt rác là còn ngõ đông nhất luôn <laughs> đi nườm nượp nườm nượp, nượp, nượp luôn thế ơi, ví dụ bây giờ em đi vứt rác rồi em gặp chị rồi em em bán chị sao em bán hàng chị em bán làm sao à bán bà cho chị Lan ạ? À? ok ừ, chị Lan. Em bán chị thử coi ôi <laughs> chị Lan ơi nhà nhà chị ở cái ngách bên đây đúng không chị Lan ờ đúng rồi em vâng ui chị ơi thế thì em nhìn chị trẻ như này chắc con cái chị cũng lớn rồi đúng không chị à bé nhà chị thì cũng lớp mười một với lớp 5 rồi em À thế ạ, thế thì các con mùa này chắc là học Zoom như này là chị cũng ở nhà kèm cặp hay là các con tự học hả chị? Con chị ha, Đa số à. các con tự học, mở online lên để học thôi <laughs> À đấy chị ạ, à, đấy em thấy cũng lo nhất cái đấy Em thấy các bé nhà chị là lớn rồi là Đấy khi là mẹ còn nhàn chứ nhà em à, các con là vẫn đang bé Một bạn thì có 3 tuổi thôi Một bạn thì năm nay có vào nước một thôi chị ạ à. Đấy nên là mà mùa này em thấy học zoom nhiều rồi các con ở nhà em thấy là các con xem tivi điện thoại nhiều lắm Đấy, chị có dùng cái gì bổ sung cho các con mắt sáng hơn không chị à thì chị cũng có cho con ăn uống đầy đủ em à thế à chị ui thì tuyệt vời quá ăn uống đầy đủ cũng rất là tốt chị lan nhá nhưng mà như em bảo này ví dụ như bản thân em á, dùng cái dầu cá mà em thấy tốt quá trời luôn chị nhá tức là em dùng xong rồi ngày trước thì em bị cận một bên là gần 4, phải ấy, một bên là 4 phải thế thì ở cái thời điểm dịch thì là bị giãn cách thế là con bé con nhà em nó bẻ gãy mất cái kính của mẹ thế là không không đi cắt kính lại được thì bỏ kính ra thế là em lại nhìn rõ luôn thế là từ ngày đấy em tìm hiểu kỹ về công dụng của dầu cá à, dầu cá omega 3 ấy, thì em thấy là tuyệt vời lắm chị ạ ví dụ nhá các bạn nhỏ của mình là thứ nhất là bây giờ học online như này cả năm trời tiếp xúc với mặt hình điện thoại tivi đã bình thường là xem tivi đã nhiều rồi bây giờ là hàng ngày là cứ phải hai tiếng hơn hai tiếng ngồi học zoom nữa nên em thấy là mắt các con là kiểu gì cũng bị ảnh hưởng cái thứ hai nữa là gần như là học thì đấy khi là các bạn nhỏ cũng chưa có cái sự tập trung cao độ ấy. Đấy thì, thì em thấy là ờ, như em nhá, mỗi ngày thì em đầu tư có mỗi bạn có 5.000 thôi, cả hai con có 10.000 thôi. Đó là bổ sung cho con là gần như là bảo vệ cho con là thứ nhất là học hành tập trung trí não này. Đấy rồi thì mắt bảo vệ mắt các con là không bị những cái vấn đề như kiểu về cận hay là nhìn mờ hay là nhức mỏi mắt ấy, đấy hay là chảy nước mắt ấy nên em rất là yên tâm. Nhất là có câu chuyện của em nữa mà hay quá. Tháng 12 này chị nhá tức là em thấy là bình thường em mua nhiều ấy nên tháng 12 này lại được cái chương trình là mua 3 tặng 1. Đấy mua 3 tặng 1 mà tính ra có vài gọi là tính ra mỗi ngày có 5.000 cho con thôi. Nhưng mà mình lại rất là yên tâm để bảo vệ cái đôi mắt của con bởi vì có phải là khi nào mà mình cũng kèm cặp được con đâu. Chị nhỉ? với cả cái thứ hai nữa là các bé anh chị có khi lớp 10, lớp 5 với lớp 11 đấy ngoài giờ zoom ra có khi lại còn chơi điện tử hay lại đọc báo nứt web này kia có khi mình cũng không kiểm soát được những cái giờ con xem máy tính ấy Đấy, nên là em thấy là à, nếu mà chị chưa biết cái sản phẩm gì để bổ sung cho con có đôi mắt khỏe hơn đấy Rồi chỉ nhớ học hành tập trung hơn Thì chị thử nghiên cứu cái này đi Em thấy tuyệt vời lắm Nhà em là dùng đều đặn cho con là mấy tháng nay là rồi rất là yên tâm Trong cái việc là con học zoom à, ở nhà rồi Thì đấy khi mẹ cũng trông con cũng mệt thì phải cho con xem tivi tí Thì đấy khi là mình cũng rất là yên tâm trong cái việc là, là về cái đôi mắt của con Chứ bây giờ á Nhưng ngày xưa em cận rồi em biết khổ lắm chị ạ à. cứ đi đâu mà trời mưa mà quên cái kính cái là thôi coi như hỏng rồi mà chưa nói trời mưa mà chỉ đơn giản là đi đường thôi mà mình thiếu cái kính cái là mình đã thấy là là là, là không không có tự tin rồi đấy nên là em thấy là cái này rất là hay nên chị Lan có thể tìm hiểu thêm để lấy cho con chị Lan nhá cái mua ba tặng một đấy thì duy nhất trong tháng 12 thôi chị ạ à. trừ xong em ơi, chị dạ. hỏi nè dầu cá có phải là omega 3 không đúng rồi chị đúng rồi đấy ah à, omega 3 thì nhà chị có nhà chị có cái hũ to to của bên mỹ gửi về À, ui chị ơi, có phải cái viên to bằng ngón tay út hay ngón tay trỏ à, đây đúng không? rồi em, đúng rồi. Nhưng mà ui. đó thì trước giờ chị dùng chị mình ý gửi về chị uống cái đó đó. Chị, à, không, chị uống thôi. Ui tuyệt vời quá chị. Thế là chị rất là chăm sóc con cái rất là chu đáo. Đấy nên là thảo nào em thấy chị cứ sinh rồi cứ người ngời thế này chắc là phải chồng yêu chồng chiều lắm đấy thì, thì em hiểu bởi vì là ngày xưa em cũng cứ nghĩ là omega 3 thì loại nào cho được đấy ngày xưa em nghĩ vậy đấy chị ạ nhưng mà từ khi mà em dùng dùng cái dầu cá mà em cải thiện được 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 về cái vấn đề mắt của mình ấy thì em lại lại tìm hiểu kỹ hơn về dầu cá thì hóa ra là ủi không phải loại nào cũng thế đâu bây giờ chị nhá chị cứ yên tâm chị nghe em chị về thử đi chị bỏ cái viên dầu cá chị đang dùng lên ngăn đá ấy. đấy chị xem là có đông 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 đá lại không nếu mà là đông đá lại không thì chứng tỏ là cái dầu cá đấy của chị là ý là nó cũng tốt nhưng mà nó chưa phải là nguyên chất đâu ví dụ như cái dầu cá mà em đang dùng cho con là sản xuất ở Anh này thì em thấy nó rất là yên tâm là bỏ nên ngăn đá là nó không có đông đá lại nó rất là tinh khiết, cái viên nó nhỏ chỉ xíu thôi bằng gọi là bằng cái đầu đũa thôi Đấy nhưng mà à, nó rất là trong nó gọi là trong như viên ngọc luôn lại rất là thích luôn tinh khiết này và cái thứ hai nữa là à, loại bỏ tất cả những cái tạp chất những cái kim loại nặng các thứ và nó bổ sung hai cái thành phần rất là quan trọng ví dụ như là DHA và ECA thì nó vừa tốt cho mắt vừa tốt cho thần kinh của con và cái hàm lượng đấy nó cũng rất là cân bằng đấy mình chỉ cần ví dụ các bạn nhỏ ấy, thì chỉ cần đâu đó bổ sung là ngày một viên thôi còn đâu mình là người lớn thì mình dùng ngày hai viên đó thì là em thấy là rất là yên tâm chị ạ đấy, chị cứ nghiên cứu chị thử nhá à hoặc là cái này nữa hoặc là khi nào mà chị lấy cái hộp xốp mà chị hay mua đồ ăn chín ấy chị thử cắt một cái viên dầu cá chị ra chị để đấy xem nó có ăn mòn cái xốp đấy không đấy nếu mà nó ăn mòn thì cũng chứng tỏ rằng là à, cái dầu cá của chị nó chưa chưa được tinh khiết như cái viên dầu cá của em nha em thoải mái em để từ sáng đến trưa luôn, cha làm sao hết nên là mình cũng thấy là yên tâm đấy chị, đấy nên là chị cứ à. nghiên cứu thử nhá là tuyệt vời lắm chị ạ, vậy hả? Vâng. Thôi chị nghe em nói gì thôi để chị mua thử, hợp dùng thử đi. Nãy giờ chị... nghe giới thiệu cũng hay. Vâng, em bảo chị mua một hộp cũng được Nhưng mà em bảo nhá Tháng này là có cái chương trình mua ba tặng một này Cái này là em phải chia sẻ thật với chị là gần như là Công ty hỗ trợ trong cái mùa dịch này Thì mới có cái chương trình đấy Tức là bình thường là công ty bán nguyên giá đấy Tức là 429.000 thì một hộp như thế Đấy, nhưng mà riêng từ tháng 7 đến giờ là công ty em hỗ trợ trong cái mùa dịch ở Việt Nam mình là có chương trình mua 3 tặng 1. Lẽ ra là định kết thúc từ tháng 10 cơ. Ê, đấy nhưng mà nhưng mà gần như là à, vì tình hình là hàng bán chạy quá nên hết hàng suốt. Thế rồi thế là tụi em là phải xin công ty thêm mấy tháng nữa để đến tháng 12 này là kết thúc cái chương trình đấy. Nên là nếu mà chị lấy thì một công chị lấy luôn hẳn ba hộp đi chị cho con dùng hai bạn là dùng hẳn 4 tháng luôn là mình yên tâm em chia rồi mỗi ngày chỉ có 5.000 thôi chị ạ bằng cái gói bim bim cho con có gì đâu đấy nhưng mà lại yên tâm là bảo vệ cho con bởi vì dầu cá tính ra là có 20 công dụng cơ chị ạ tự nhiên giờ mua xét tên một triệu mấy ngắn tiền quá à anh à, giờ chị ơi Bản, lão làm, gì ra tiền nó tự nhiên giờ mua kiểu mấy nhiều tiền quá à? <laughs> chị ơi đấy em bảo thật chị là tiền thì ai trả quý ví dụ như bây giờ chị mua một hộp nhá mất công chị mất uh, 429.000 hai nhưng bây giờ chị mua nhá chị đầu tư là chị mua 3 hộp thì chị được 4 hộp tự nhiên mình lời ra hơn 400.000 nghìn luôn đấy tính ra bây giờ dịch dã kiếm tiền khó đúng không chị thế thì à. có khi là chị nghiên cứu làm cùng em luôn đi hai chị em cùng <cười> 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 rồi hay quá cả nhà ơi rồi ngồi đây nghe là mê đó tức là hồi nãy lan ngồi lan nghiệm coi là vân hồng hỏi lan chứ là, à, là con cái gì học gì là chị theo sát hay là chị không theo mà lan trả lời theo kiểu đó để coi vân hồng tư vấn sao cuối cùng là kiểu gì cũng bán được hàng <laughs> cảm ơn vân hồng rất là tuyệt vời luôn rất là hay cái nhà ơi Nói, cách bán của vân hồng rất là hay tức là gặp rồi tán tán thôi khen mấy câu rồi bắt đầu hỏi thăm rồi là bán hàng đúng rồi ừ, hay quá ừ. vân hồng Đúng rồi, dạ có những người mà em em phải gần như là cũng chia sẻ khoảng hai lần như thế đấy hoặc là có những người thì mình cứ gieo hạt như vậy thôi họ đủ à. duyên họ quan tâm luôn thì thì họ thì họ mua luôn còn lâu nếu họ như chưa họ họ chưa đủ duyên thì mình lại xin số điện thoại hoặc là mình biết là nhà chị ý ở nhà chỗ này chỗ nọ thì mình cứ lâu lâu mình gặp mình lại cười mình lại hỏi thăm người ta một cái thì gần như à. là mình cũng tạo được cái thiện cảm với họ ấy đấy và gần đây thì em cũng có một cái câu chuyện nữa rất là vui là câu chuyện của chị gái của mẹ em ấy. ở quê em thì gọi là già à, già của em thì à, già bị gọi là tắc tĩnh mạch tắc tĩnh mạch ở chi dưới ấy, và bị tê chân tê tay mấy năm nay rồi và à, già dùng nét thì đợt này là, già dùng sang combo thứ thứ ba combo thứ ba thì ở uh, combo thứ ba thì hôm tối hôm qua già gọi điện cho em thì già bảo, ôi bây giờ già đỡ tê được 50 60 phần trăm rồi mừng quá thế là già gọi điện đặt hàng gọi điện đặt tiếp là à, uh, một uh, một uh, một uh, một, uh, một set pack mua ba tặng một này uh, thêm một set canxi này rồi thêm chất sơ này Đấy, và già già đang giới thiệu cho mấy người nữa à, nhưng mà chả biết người ta có quan tâm hay không à. ui già ơi cháu nói thật chứ uh, già mà khỏe như này thứ thứ nhất là cháu mừng quá luôn bởi vì già tính là uh, phải hết cái đau chân uh, tê chân thì uh, ra riêng thì già mới đi bề cháu được ở đâu ấy đấy kiểu thế đi bề cháu Bề con cho các anh ấy thế thì xong người già bạn ừ thì già già đang chia sẻ cho mấy người uh, rồi hôm hôm qua già bạn ô thế thì uh, già thấy lần trước mày về mày, mày bảo là uh, mày hết phải bỏ bỏ được kính cận đấy thì Dạ đang chia sẻ cho dầu cá cho cái chị hàng xóm với con học đại học mà ủi cận ơi là cận luôn. Đấy thế là biết ơn là Già cũng chia sẻ hộ được một set omega 3 và những sản phẩm khác thì Già cũng đang chia sẻ nhưng mà uh, cũng phải chỉ, chỉ cho Già thêm cái cách là chia sẻ hộ như thế nào. Nhưng mà nhà mình hình dung là uh, hàng ngày thì hồng uh, thường là hồng em sẽ có cách, thêm một em cái chỉ áp dụng dễ mà mà Già của em chia sẻ phụ em chỉ như thế nào? Em nói như thế nào? ai mà ui già ơi sản phẩm này tuyệt vời lắm già già em thì như thế này rất là am hiểu về dinh dưỡng bởi vì là <laughs> mình cũng gọi điện phân tích quá nhiều rồi đấy nên là già thấy là rất là tốt và rất là cần thiết già bảo là chỉ tội mỗi già ý là điều kiện kinh tế thì hai hai bây giờ chỉ có hai bác ở nhà thôi hai bác ở nhà thôi nên là điều kiện kinh tế cũng chưa chưa có được dư giả như người ta nên già bảo là chỉ tiếc là già không có tiền mà ý là chưa có dư giả mà dùng thôi già thì muốn là ý là tự mình dùng chứ không có phải bảo các con là ý là phiền đến các con ấy. đấy nên là già chỉ tiếc là già mà có tiền già dùng đầy đủ cho cả hai bác các thứ luôn đấy thì xong rồi uh, già bảo là À, gần như gần như là ai bây giờ cũng gặp những cái vấn đề sức khỏe như này và bác trai thì cũng rất là hiểu nhá thì bác trai bảo là giống như cái cây ấy giống như cái cây mà hồi gọi là uh, mới gọi là mới uh, mới bắt đầu thì nó còn tươi tốt nó còn có phân bón nó còn được tưới nước bây giờ uh, bây giờ thì dần uh, mình già rồi thì mình ăn uống đã không được thì giống như cái cây nó làm gì nó có dinh dưỡng đâu mà người nó trả sinh bệnh tật nên là cái dòng dinh dưỡng này già dùng là thấy hay quá đấy thì là em cứ chia sẻ với thế là già cũng đang đi gieo hạt cho mấy người đấy anh đi gieo hạt cho mấy người về về sức khỏe thì cũng biết ơn là hạt sẽ sẽ nở sớm để có thêm những khách hàng được bảo vệ sức khỏe nhờ dòng combo của Offline mình đấy thì đấy là cái câu chuyện của